xin chào cả nhà nhá. Đây, hôm nay mình có một bộ lòng long thượng đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người luộc lòng long thượng thành lòng xe điếu, ăn dày, giòn, ngon, ngọt. Ok, mọi người cùng đón xem nhá. Đây, hôm nay mình có một bộ lòng long thượng đây. Mọi người nhìn này, nó khá là nhăn nheo này, thành lòng rất là mỏng. Thì lòng được trắng giòn ngon thì mọi người chuẩn bị giúp mình chanh, đá, một thau nước đun sôi để nguội. Sau đấy thì mình sẽ vắt chanh vào. Chanh thì các bạn chú ý chọn quả mọng nha, to, 3 quả. Đấy, sau đấy mình sẽ cho đá vào ngâm, cho nước đủ mát. Sau khi mà nước xong thì mình sẽ đi trần lòng này. Lòng thì mình sẽ trần khoảng 2 đến 4 phút nhá. Đấy, sau khi mà lòng chín thì mình sẽ vớt lòng cho vào thau nước đã chuẩn bị sẵn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, lòng khi cho chanh vào rất là trắng, dày và ngon. Đấy nhá, sau khi mình đã trần xong ra mình ngâm vào nước chanh và nước đá nha, mọi người nhìn sản phẩm nhá. Đấy, rất uy tín luôn. Trời ơi, các bạn nhìn kìa, miếng lòng nó trắng, nó dày, nó ngon. Lúc đầu là bục lòng thường ấy, sau khi mà làm theo cách của mình ấy thì bây giờ lòng nó rất là ngon đấy, các bác chú ý nhá. Đợt vừa rồi ấy, cũng rất là nhiều bạn hỏi mình, tại mình cũng cân nhắc đắn đo mãi mới đưa ra quyết định hướng dẫn cho các bạn. Cho thêm chanh nhá. Giòn ngon nhá. Gọi gì đây? Vừa nãy chỉ là giấc mơ thôi mọi người ạ. Lòng thường ấy thì không có cách nào để luộc thành lòng xe điếu đâu nhá. Nếu mà luộc như vậy ấy thì mình đã đầu to rồi. Khi mà mình đăng video lên TikTok ấy thì rất là nhiều bạn hỏi mình là cách luộc lòng làm sao để mà dày trắng và ngon ấy, thì mình xin trả lời là không cách nào. Đấy, trừ khi là bạn nhập được bộ lòng ngon hoặc ít nhất là đầu lòng nhá. Đấy, còn cái việc mà ngâm chanh, ngâm nước đá ấy, thì nó sẽ chỉ giúp là lòng trắng hơn một chút và ăn giòn hơn một chút thôi. Đấy, còn bản chất là nó vẫn dai nhá, nó chỉ thêm một xíu thôi. Đấy, còn để mà ăn ngon hơn ấy, thì mình có một cái lời khuyên dành cho các bạn là khi mà mình xả nguội xong ấy thì mình sẽ bảo quản, còn khi mà mình ăn mình thái ra mình trần nóng xong thì mình ăn nóng luôn thì nó sẽ ngon nhá. Còn khi mà bạn để nó nguội ấy, thì ăn nó sẽ rất là dai.